Hello cả nhà, các bạn có nhớ mình không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sunny. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ một chú Pokemon rất đặc biệt và rất quen thuộc với mọi người. Đó chính là chú Pokemon Pikachu. Ok, và cũng giống như những chú Pokemon khác thì để vẽ được chú Pokemon này thì chúng ta cần chuẩn bị những thứ như sau. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một tờ giấy. Đây là mình có chuẩn bị một tờ giấy trắng như này. Để mình cắt ra từng phần nhỏ thì chú Pokemon mình sẽ vẽ trong khoảng này tiết kiệm. Và một tia bìa phía sau để mình làm cho nó không bị nhòe màu ra. Và tiếp theo các bạn không thể thiếu đó chính là một chiếc bút chì để vẽ phác nét và một chiếc bút tẩy để tẩy đi những đường nét mà mình không phù hợp. Và tiếp theo là khi đã hoàn thành xong thì nên có một chiếc bút để đi nét lại cho nó đẹp và rõ ràng hơn. Và ở đây mình đã chuẩn bị thêm màu, tất nhiên là không thể thiếu màu được rồi. Các bạn có thể sử dụng đa dạng các loại màu là màu sáp, màu dạ, màu nước, thì mình dùng ở đây là màu mixer, màu dạ. Vậy thì đã đủ rồi đó, chúng ta hãy cùng bắt tay vào vẽ chú Pokemon Pikachu nào. Thank you.
anh yêu không. Vậy thì cái chú Pokemon Pikachu của các bạn như thế nào? Các bạn có thể cho mình biết được không? Vậy là video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nha. Bye!